Tăng huyết áp là tình trạng tăng áp lực của dòng máu lên thành động mạch. Đây là nguyên nhân dẫn đến đau tim, đột quỵ và các vấn đề về tim khác. Tình trạng tăng huyết áp nếu không được kiểm soát tốt có thể âm thầm làm tổn thương các cơ quan nội tạng trong nhiều năm, dần dần dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, chẳng hạn như bệnh tim, đột quỵ và bệnh thận. 1. Dấu hiệu tăng huyết áp. Bệnh tăng huyết áp được ví như sát thủ thầm lặng. Một người có thể bị huyết áp cao trong nhiều năm mà không có bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng đáng chú ý nào. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có bất kỳ triệu chứng nào, huyết áp cao vẫn có thể làm hư tổn các cơ quan nội tạng. Sau đây là 12 dấu hiệu phổ biến có thể báo hiệu những bất ổn đối với huyết áp của bạn. Đau đầu khi thức dậy hoặc đau đầu vào sáng sớm. Chảy máu cam. Nhịp tim không đều. Tim đập nhanh. Ù tai. Người run rẩy. Đau ngực không rõ nguyên nhân. Buồn nôn, nôn. Cảm thấy hoang mang, lo lắng. Thay đổi về tầm nhìn. 2. Những ảnh hưởng của tăng huyết áp lên cơ thể. Tăng huyết áp nếu không được kiểm soát có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho các động mạch. Các động mạch rất linh hoạt và đàn hồi, giúp máu lưu thông đúng cách đến các cơ quan quan trọng của cơ thể. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân bị tăng huyết áp, áp lực của dòng máu tăng dần gây tổn thương cho các tế bào của lớp lót bên trong động mạch. Một bất lợi khác của tăng huyết áp là gây ra các vấn đề về tim như bệnh động mạch vành, suy tim và đột quỵ. Điều này xảy ra do sự suy yếu của các cơ tim làm giảm hiệu quả hoạt động của tim. Bên cạnh đó, tình trạng tăng huyết áp không được kiểm soát có thể làm tổn thương não. Sức khỏe của não phụ thuộc vào việc cung cấp máu để hoạt động bình thường. Huyết áp cao có thể ảnh hưởng đến não theo nhiều cách, chẳng hạn như gây cơn thiếu máu não thoáng qua, đột quỵ, sa sút trí tuệ và suy giảm nhận thức nhẹ. Cùng với đó, thận cũng có thể bị tổn thương nghiêm trọng khi huyết áp không được kiểm soát. Thận thường lọc các chất lỏng dư thừa và chất thải ra khỏi máu, một quá trình đòi hỏi các mạch máu phải khỏe mạnh. Khi bị huyết áp cao, các mạch máu bị tổn thương, điều này sẽ làm ảnh hưởng tới các chức năng của thận. Ngoài các vấn đề sức khỏe nêu trên, tăng huyết áp cũng có thể làm hỏng mắt và dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng có liên quan đến thị lực. 3. Phòng ngừa tăng huyết áp. Để phòng ngừa bệnh tăng huyết áp, cần xây dựng cho bản thân một lối sống lành mạnh, qua đó giúp kiểm soát tốt huyết áp ở mức an toàn. Tăng cường bổ sung các loại trái cây tươi và rau củ quả. Ăn nhiều loại thực phẩm giàu kali, chất xơ và protein. Hạn chế muối và chất béo bão hòa. Đối với nhiều người, thực hiện những thay đổi lành mạnh này có thể giúp giữ huyết áp khỏe mạnh, bảo vệ chống lại bệnh tim và đột quỵ. Thừa cân hoặc béo phì cũng là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp. Chính vì vậy, bên cạnh một chế độ ăn uống lành mạnh thì hoạt động thể chất thường xuyên là một thói quen không thể thiếu. Theo khuyến nghị về hoạt động thể chất của Hoa Kỳ, người trưởng thành nên tập thể dục cường độ vừa phải, ít nhất 150 phút mỗi tuần, chẳng hạn như đi bộ nhanh hoặc đạp xe, tương đương với 30 phút mỗi ngày và 5 ngày trên tuần. Tập thể dục thường xuyên cũng sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ngủ đủ giấc rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và là một phần để giữ cho tim và mạch máu được khỏe mạnh. Bên cạnh những thói quen tốt, chúng ta cũng cần phải nghiêm túc loại trừ những thói quen có hại cho sức khỏe, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu. Một số loại thực phẩm có thể làm trầm trọng thêm bệnh tăng huyết áp. Nếu bạn đang theo một chế độ ăn kiêng dành cho người bị huyết áp cao, để giúp kiểm soát tình trạng bệnh, hãy hạn chế 3 loại thực phẩm sau đây. 1. Hạn chế sử dụng bia rượu. Người bị huyết áp cao tuyệt đối không nên tiêu thụ rượu. Uống nhiều rượu trực tiếp làm tăng huyết áp. Ngoài ra, rượu còn tác động làm tổn thương thành mạch máu, có thể làm huyết áp tăng cao hơn nữa và gây khó khăn cho việc điều trị, đồng thời làm tăng nguy cơ biến chứng. 2. Giảm muối ăn. Ăn quá nhiều muối có thể làm cho bệnh tăng huyết áp trở nên trầm trọng hơn. Quá nhiều muối còn có hại cho tim, bất kể tình trạng huyết áp ra sao. Giảm muối là một phần được khuyến khích mạnh mẽ trong chế độ ăn uống lành mạnh. Những khuyến nghị này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh huyết áp cao thứ phát do các vấn đề về thận. Mặc dù ban đầu có thể khó thực hiện chế độ ăn ít muối, nhưng bạn có thể nhanh chóng điều chỉnh lại vị giác của mình chỉ sau vài tuần. Nên tự chuẩn bị thức ăn tại nhà thay vì ăn thực phẩm chế biến sẵn hoặc ăn ở nhà hàng là một cách dễ dàng để kiểm soát lượng muối trong thức ăn của bạn. 3. Giảm tiêu thụ chất béo xấu.
chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa còn được biết đến là những chất béo xấu, có hại cho cả tim và mạch máu, khiến cho mạch máu thêm phần căng thẳng trong bối cảnh huyết áp tăng cao. Do đó, cần hạn chế tiêu thụ chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa có nhiều trong các loại thực phẩm như thịt đỏ, thức ăn nhanh, đồ hộp, đồ ăn chế biến sẵn là việc nên làm để có một trái tim khỏe mạnh. Điều này lại càng quan trọng hơn đối với người đang bị bệnh tăng huyết áp. Thay vào đó, nên lựa chọn các loại thực phẩm như cá, thịt gia cầm, hạt, quả hạch và đậu, hay các sản phẩm từ sữa không béo hoặc ít béo.